Theo tôi thì cái thuận lợi cũng như thách thức đối với các trường đại học nói chung và trường đại học thủy lợi nói riêng trong việc thu hút nhân tài thì nó gồm những cái điểm như thế này. Thứ nhất, về thuận lợi thì nói chung các trường đại học có môi trường thuận lợi nhất cho việc học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, kể cả học tập và làm việc ở nước ngoài cho đội ngũ giảng viên. Thì cho nên nó có hấp dẫn nhất định đối với những người mà muốn nâng cao trình độ. Cái thứ hai là các trường đại học nói chung thì thường có môi trường làm việc lành mạnh, rồi ít những vấn đề, những yếu tố xã hội phức tạp hơn so với các môi trường làm việc khác. Tôi không nói là không có, nhưng mà thường là nó ít hơn. Tại môi trường làm việc, văn hóa, giáo dục. Thế cái thuận lợi thứ ba là cơ chế nhà nước ta trong những năm qua, kể từ những cái thời kỳ đổi mới từ năm 1986, thì cho phép đội ngũ giảng viên có thể ngoài việc giảng dạy có thể làm thêm nhiều công việc khác để tạo nguồn thu nhập một cách chính đáng. Thế thì chính vì nhờ cái cơ chế này thì đội ngũ giảng viên của các trường đại học nói chung và của đại học thủy lợi nói riêng là có cái thu nhập, nếu mà có năng lực tốt thì có thu nhập cao đến rất cao và hoàn toàn đảm bảo cái cuộc sống gia đình một cách rất là tốt. Thì cho nên là giáo viên người ta cũng yên tâm hơn. Nó không như là trước đây không việc gì làm thêm mà, và chỉ có lương không và cũng rất khó khăn. Thế và gần đây cái thứ tư phải kể đến là thuận lợi thì là nhà nước có một số chính sách mới tạo sự hấp dẫn hơn cho cái nghề giảng viên đại học. Ví dụ như thế này, cái việc mà cái nghị định 141 của chính phủ cho xếp lương cho phó giáo sư là ngạch giảng viên cao cấp và lương khởi điểm phó giáo sư là 6,2. Thế thì nó tạo cái sự hấp dẫn hơn cho cái vị trí là giảng viên đại học. Thì rất nhiều các cái nhà khoa học trẻ tốt nghiệp ở nước ngoài thì rất muốn vào làm cái trường đại học, và người ta phấn đấu tốt, có đăng bài quốc tế nhiều thì có thể trở thành phó giáo sư rất trẻ. Và có thể là chúng tôi ngay ở trong trường Đại học Thủy lợi trong cái đợt này thì có những người vừa mới hệ số lương đang khoảng 3,33, tức là ngoài 30 tuổi thôi thì đã được là phó giáo sư, thì đợt này đang được sẽ được bổ nhiệm và ngạch lương là 6,2, và có khi kém, tức là có thể rút ngắn được khoảng quá trình lương khoảng 30 năm. Thì nó tạo cái hấp dẫn rất là tốt. Chúng tôi nghĩ đấy là chính sách rất là tốt để tăng cái tính hấp dẫn cho cái nghề này, nghề làm việc, có thể hấp dẫn được người có năng lực. Thế và cái điểm thứ năm có thể thuận lợi là các trường đại học thì thường, tất nhiên những trường đại học mà có uy tín và có thương hiệu thì thường là có tính ổn định tương đối cao trong bối cảnh kinh tế có rất nhiều biến động như hiện nay. Là chẳng hạn trong những cái năm vừa rồi thì nhiều ngành nghề là có những khó khăn nhất định, ngay cả ngân hàng trước đây thì lương rất cao nhưng mà ngân hàng thì hiện nay cũng có khó khăn. Rồi cái sức ép rất là lớn để đi thu hút vốn hoặc cho vay vân vân, nhưng mà lương của các trường đại học trong những năm vừa qua hầu như không biến động, thu nhập đảm bảo ổn định, thì cái đấy nó đảm bảo ổn định. Thì trên là cũng nhiều người thì cũng thích cái ổn định với những cái mà thuận lợi đấy, thì nó có những cái. Và hai nữa, một cái quan trọng nhất nữa là trong cái xã hội Việt Nam là cũng là một cái xã hội có truyền thống tôn sư trọng đạo và rất hiếu học, cho nên là cái nghề làm thầy thì cũng cũng có cái được tôn trọng nhất định trong xã hội. Thì cộng những yếu tố đấy thì nó tạo ra những sức hấp dẫn nhất định để mà thu hút được những người có năng lực, có tài. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nó cũng có những cái thách thức nhất định để thu hút nhân tài. Cái thứ nhất là môi trường đã hấp dẫn nhưng mà thực ra thì không thể nói là thật hấp dẫn được.
Tại những người có năng lực hơn thì người ta có nhiều cái cơ hội hơn, và người ta có thể là không thích vào cái môi trường này. Chẳng bây giờ có nhiều các người có năng lực thì đấy, ngay chính phủ cũng khuyến khích là cái start up, khởi nghiệp, mà rõ ràng là các cụ người ta thì bảo là phi thương bất phú, cái câu thành ngữ đấy nó lâu đời rồi, mà cái đấy là việc có thật. Cho những người năng lực người ta cũng thích có thách thức lớn hơn, có năng lực và ưa thách thức và dám chịu, dám làm thì người ta có thể muốn làm cái gì đấy lớn hơn, thì có thể người ta không thích làm việc. Mà những người gần đấy thì nói là môi trường giáo dục hấp dẫn nhưng nó chỉ ổn định và cũng chưa thể gọi là hấp dẫn nhất. Thế và cái thách thức và cái hạn chế để trong việc hấp dẫn nhân tài là cái chế độ lương hiện nay thì vẫn chịu những ràng buộc nhất định, mặc dù là có cái tự chủ nhưng mà vẫn có những ràng buộc nhất định bởi chính sách. Và trong thực tế nữa thì cũng rất là khó để đổi mới một cách triệt để để giảm cái tính cào bằng về lương và thu nhập trong một cái đơn vị sự nghiệp nhà nước. Thế trên là chúng tôi thấy rằng là đúng là so với đóng góp và so năng lực thì có thể có những người phải trả lương cao so gấp 5 lần so với cái lương nhà trường trả cho cán bộ hiện nay thì vẫn còn ít, nhưng có người thì thực ra chỉ hưởng đúng lương của nhà hệ số nhà nước cũng đã là nhiều, nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái, cho nên nó vẫn bị có yếu tố cào bằng. Thì tất nhiên là cái này dần dần nếu mà với cái cơ chế tự chủ thì các nhà trường sẽ điều chỉnh thì cũng sẽ giảm được phần nào. Thì những cái giải pháp quan trọng là thứ nhất là nhà trường đã có xây dựng một cái quy chế tuyển dụng, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên. Thì cái quy chế này nó đề cập đến rất nhiều yếu tố, là thứ nhất là cái tuyển dụng đưa ra tiêu chí rất rõ ràng, minh bạch và để nhằm mà nâng được cái chất lượng tuyển dụng lên. Và cái quá trình thực hiện cái việc tuyển dụng cũng rất là minh bạch và rất là rõ ràng và vì cái chất lượng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái quy chế này cũng tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên học tập nâng cao trình độ. Đấy. Ví dụ như là đi học bất kể có điều kiện, có học bổng đi học nước ngoài, nhà trường tạo điều kiện cho đi ngay. Rồi nhà trường hỗ trợ cho học thêm tiếng Anh qua nhiều cái cách thức khác nhau. Thế rồi là những cái tập huấn trong nước, ngoài nước có điều kiện, trong khuôn khổ khả năng tài chính của nhà trường tạo điều kiện. Và cái quy chế này cũng vừa đặt ra cái yêu cầu cao hơn, đòi hỏi cao hơn đối với giảng viên. Tạo điều kiện nhưng mà cũng có thể loại bỏ nếu không đạt được. Thì nó vừa tạo sức ép vừa tạo điều kiện. Trên là chúng tôi nghĩ là việc vận dụng cái quy chế rất thành công. Cái thứ hai là nhà trường có chính sách ưu tiên tuyển dụng những người đã qua đào tạo sau đại học ở nước ngoài, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ. Thì với những tiến sĩ ở nước ngoài mà có ngành nghề phù hợp thì nhà trường xét tuyển và không cần khoa thi tuyển, xét tuyển hồ sơ để tuyển viên chức. Và hai nữa là nhà trường cũng áp dụng cái mức lương khởi điểm cao nhất trong cái khung của nhà nước có thể vận dụng được. Rồi với các giảng viên đã tuyển dụng của trường mà có học vị tiến sĩ rồi thì thường nhà trường ngoài việc bổ ngạch lương theo cái đúng cái khung của nhà nước mức cao nhất thì cũng thường là vận dụng là cho nâng lương trước thời hạn và mức cao nhất là 1 năm theo cái đợt sẽ nâng lương. Thế và cái nữa là tạo điều kiện cho các giảng viên được tham gia các đề tài, các dự án nhà trường đang có, đang thực hiện. Rồi quan trọng nhất chúng tôi nghĩ là những cái thứ có nhiều thứ thì tiền thì lương thì cũng trả trong cái khung, ví dụ như là thế này là Đại học Thủy lợi hiện nay là đang thực hiện tự chủ theo cái nghị định 43 thì cái tự đơn vị tự chủ một phần về tài chính thôi, thì mức lương trả cao nhất cho cán bộ viên chức bình quân chỉ được 3 lần lương cơ bản thì cũng trả đến mức đấy tối đa chứ không thể trả hơn được. Thì cái quan trọng nhất để tạo cái sự hấp dẫn
là giải pháp là tạo được cái môi trường làm việc thân thiện nhất, lành mạnh nhất và có cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.